Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc đã có sự thay đổi, trời nhiều mây hơn, một số nơi đã xuất hiện mưa rải rác. Và dự báo từ đêm nay, diện mưa và lượng mưa sẽ gia tăng ở các tỉnh miền Bắc do chịu ảnh hưởng của trục rãnh thấp đi ngang qua khu vực. Mưa với lượng khá được nhận định tập trung xuất hiện tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhất là tại các tỉnh như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Mưa được nhận định sẽ kéo dài cho đến ngày 28 tháng 8. Và ban ngày đôi lúc giảm mây có nắng gián đoạn, tuy nhiên cường độ nắng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến ở dưới mức 33 độ. Sang đến ngày 29 tháng 8 thì nhiệt độ sẽ tăng nhẹ thêm từ 1 cho đến 2 độ nữa. Tuy nhiên, theo dự báo xa hơn thì tình trạng tăng nhiệt sẽ không kéo dài vì từ ngày 30 tháng 8, mưa rông lại có xu hướng gia tăng trở lại trên khu vực này. Đến với khu vực Trung Bộ, các tỉnh dọc ven biển miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh được dự báo chủ yếu có mưa cục bộ vài nơi với lượng mưa không quá lớn trong ngày 27. Ban ngày trời sẽ có nắng trở lại với mức nhiệt phổ biến dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Còn tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trong ngày mai còn có nắng nóng nhẹ ở một vài nơi với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày dao động từ 35 cho đến 37 độ. Từ ngày 28 thì mưa trên toàn khu vực Trung Bộ sẽ có xu hướng gia tăng do hình thành rãnh mây dông vắt ngang qua các tỉnh Trung Trung Bộ. Do có mưa xuất hiện nhiều hơn cho nên nền nhiệt độ sẽ giảm bớt. Nhiệt độ trong ngày tại khu vực phía Nam miền Trung chỉ còn chủ yếu ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ trong ngày 28 và 29. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan tiềm ẩn như sấm sét và gió giật mạnh, đồng thời chủ động sắp xếp các kế hoạch sản xuất để tránh bị ảnh hưởng do thời tiết. Nằm ở phía Nam, dải mây dông được thiết lập trở lại qua Trung Trung Bộ, cho nên mưa dông tại hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có xu hướng gia tăng thêm về diện và lượng khi gió Tây Nam hoạt động mạnh dần lên. Trong ngày mai, chủ yếu là có mưa dông về chiều tối, đêm và sáng, nhưng từ ngày 28 và ngày 29, thời gian xuất hiện mưa dông sẽ tới sớm hơn, từ khoảng trưa chiều, khả năng những đám mây lớn gây mưa đã có thể xuất hiện tại hai khu vực này. Mưa tăng đồng thời có nhiều hơn những điểm mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, cho nên người dân cần lựa chọn những lộ trình giao thông phù hợp, tránh các tuyến đường hay ngập úng cục bộ khi có mưa lớn, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Về nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Nam của Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang. Từ ngày 28 tháng 8, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng tại đây. Riêng vùng biển phía Nam có gió cấp 5 đến cấp 6 và giật cấp 7, biển động, không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày 26 tháng 8 của Đài truyền kỹ thuật số VTC là chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành lớn trên cả nước. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.